Ngày 3 tháng 10, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 42 trước công nguyên, trận Philippi, Tam hùng Marcus Antonius và Augustus đánh trận quyết định với Brutus và Cassius. Năm 1820, hoàng tử Minh Ninh trở thành hoàng đế thứ 8 của Triều Thanh, tức Đạo Quang Đế. Năm 1929, vương quốc của người Serbi, Croat và Sloven đổi tên thành Vương quốc Nam Tư, vùng đất của người Nam Xa. Năm 1942, chiến tranh thế giới thứ 2, tên lửa V2 của Đức được phóng thành công, là vật thể nhân tạo đầu tiên đi vào không gian. Năm 1952, Anh đã thử thành công bom nguyên tử, bom A, và trở thành nước thứ 3 có vũ khí hạt nhân trên thế giới. Năm 1990, năm bang tái lập của Cộng hòa Dân chủ Đức chính thức sáp nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức chấm dứt tồn tại. Năm 1993, quân đội Hoa Kỳ cố gắng bắt những người thuộc tổ chức của quân phiệt Somalia Mohamed Farah Aidid tại trận Mogadishu.